anh Trần Nguyên Thao có gặp một hai lần rồi. Con chờ bác mấy lần. Phải rồi. Vâng. Anh nè. Bác chú thương còn tốt quá, sức khỏe tốt quá. Có cũng có sự đau. Mời anh Dư. Chính mấy mà như thế này thì người trăm tuổi cũng không thôi. Bác 90 mấy? 94 rồi. 94 rồi bác. Vâng. Anh nhà có lẽ ngồi đây chơi. Vâng, ngồi vâng, ngồi vâng, ngồi không mấy tờ báo thì không. Thưa quý vị thính giả, chúng tôi thuộc chương trình Văn hóa Nhân bản Đặc Việt. Hôm nay chúng tôi được gặp giáo sư Huỳnh Văn Lang, là bí thư của Tổng thống Ngô Đình Diệm và đồng thời cũng là giám đốc Viện Hối đoái của Việt Nam Cộng Hòa, và ký giả Trần Nguyên Thao là một người ký giả của báo Chính Luận và đặc trách về vấn đề kinh tế và tài chính. Thì cái đề tài hôm nay mà chúng tôi có một cái cuộc hội thoại về vấn đề kinh tế và tài chính của Việt Nam. Chúng tôi cũng được biết rằng là giáo sư Huỳnh Văn Lang năm nay đã 94 tuổi và là một vị niên trưởng của Đệ Nhất Cộng Hòa. Cũng nhân diện đây thì cũng xin phép bác cho đeo kiếng vì cháu vừa mới bị mổ mắt và hay bị chói mắt lắm. Vậy thì trước tiên là xin phép bác để anh ký giả Trần Nguyên Thao anh ấy trình bày cái quan điểm của anh ấy về những cái con số mà anh là người theo dõi về một những con số về kinh tế và tài chính của Việt Nam bây giờ, thì xin anh Trần Nguyên Thao có thể là cho biết, bởi vì bác bận và không có theo dõi những con số cập nhật. Xin mời anh Thao. Vâng, thì chúng ta có thể nói là cái kinh tế Việt Nam sau 40 năm mà Hà Nội chọn cái chủ trương là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đó, thì nó lấy quốc doanh làm chủ đạo và tư nhân chỉ là thứ yếu thôi. Thì cái nền kinh tế như vậy có thể nói là cái chiến lược kinh tế trong 40 năm có hoàn toàn thất bại, không có đem lại cái lợi lộc gì cho quốc gia cả. Cái hình ảnh rõ nhất là chúng ta cứ nhìn đời sống của dân tộc Việt Nam chúng ta bây giờ so sánh với các dân tộc lân bang đó, thì chúng ta có thể biết rõ được cái điều đó. Năm 1960, nếu mà mình nhìn đến cái kinh tế của Singapore hay là Đài Loan hay là Đại Hàn đó, thì chúng ta biết lúc đó Đại Hàn có thể nói là bên dưới cái nền kinh tế của miền Nam Việt Nam, thấp hơn cái kinh tế của chúng ta. Thái Lan cũng vậy. Nếu mà chúng ta nhìn lại cái hình ảnh lúc đó với bây giờ, thì bây giờ chúng ta thua sút xa hơn những cái nước lân bang rất là nhiều. Cái nền kinh tế của chúng ta có thể nói một cái ví von rằng cái nền kinh tế của Hà Nội bây giờ giống như là một cái ký sinh trùng vậy. Nó là một cái thứ mè nheo, rồi vay nợ, rồi xin xỏ đủ nơi. Mà hậu quả của Việt Nam bây giờ nó có cái hình ảnh rất rõ ràng là cái người giàu thì quá giàu, thì chỉ có những cán bộ hoặc là những phe nhóm liên hệ đến những cái băng đảng ở trong nước thì mới có thể giàu, còn đa số dân chúng là nghèo mạt. Cho nên mình nhìn cái hình ảnh đó thì mình có thể thấy được cái kinh tế của chúng ta đang ở cái mức độ nào ở Đông Nam Á. Vâng, em xin cảm ơn anh Trần Minh Thao. Bây giờ xin giáo sư Huỳnh Văn Lang có thể cho chúng tôi biết rằng thì là thực sự là 85 năm có cái Đảng Cộng sản, thì cái đường lối và chính sách của Đảng Cộng sản ấy, thì họ đã chủ trương là bần cùng hóa dân chúng cũng như là kiểm soát bao tử, và chủ trương là nghĩa là
chuyên chính vô sản. Vậy thì 85 năm rồi thì bác là thế hệ đi trước, thì bác nhìn lại cái 85 năm mà có Đảng Cộng sản nó đã phá hoại cái kinh tế Việt Nam như thế nào? Cho tôi thì chuyện đó rõ ràng, chứ nó không phải là vấn đề bây giờ mới là gì hết. Thì anh nhìn lại coi cái những cái kinh tế của Đông Âu hồi thời Cộng sản, Nga rồi mấy nước đấy, anh coi nó tụt thế nào đối so sánh với nước Mỹ và các nước tự do, hay nước Pháp, nước Đức rồi đó, thì thấy không? Thành thử ra từ bản chất cái chế độ Cộng sản nó làm cho là dân tộc và các dân tộc phải sụt lui, xét về mặt kinh tế và tài chính, nghe chưa? Trong 80 năm đó họ làm cái gì cho dân? Nói thật ra đó thì họ vẫn nói là dân tộc rồi, thật ra không có. Họ làm cái gì hết, tất cả hết làm cho Đảng. Anh thấy cái mô hình mà phát triển kinh tế của Việt Nam hay là của Nga hay là của các nước cộng sản đó, thì cũng vậy thôi, chỉ là tối đa là Đảng cho Đảng cầm mạnh, mà Đảng càng mạnh đó, thì lại dân càng nghèo. Cái đó tự nhiên, bởi vì cái gato nó từ đó rất ba lớn đó, mà anh ăn nhiều thì cái đại đa số anh thiểu số, Đảng là thiểu số, mà anh lấy hết là 9% cái gato, cái bánh này, thì tôi hỏi anh này còn cái gì cho dân, thì cái đó là thấy nó tự nhiên, chứ không phải là một cái gì mà nói lạ. Anh thấy đó là nó rất tự nhiên. Một cái bánh, được chưa, một cái bánh tròn như vậy đó, mà Đảng nó làm cái gì cũng đi, Đảng nó lấy hết, nó ăn hết 9/10 thì còn bao nhiêu, mà Đảng là thiểu số thì cái đó là tự nhiên, nó lấy nó ăn 9/10 thì tự nhiên nó giàu có, Đảng nó mạnh, người của Đảng đạo viên nó mạnh vậy chứ. Cái đó là cho tôi nói là nó tiếng Pháp gọi là là về thế là palace đó, nhưng nó tự nhiên chứ không phải gì cái gì khó hiểu rồi nè. Vâng, dạ thưa bác. Trước tiên là hỏi anh Tuyến là anh có vừa mới nói rằng thì là cái chính sách của Đảng, tức là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thế nhưng mà thực sự thì bây giờ hỏi luôn Trương Tấn Sang rồi Nguyễn Phú Trọng rồi Nguyễn Tấn Dũng rồi Nguyễn Sinh Hùng, họ có biết rằng thì là xã hội chủ nghĩa là cái gì và ở đâu như thế nào, thì anh Tuyến nghĩ sao là câu hỏi đó thì họ có thể trả lời được hay không? Thật sự ra trong cái nền kinh tế thị trường mà người ta nói thêm cái đuôi vào là định hướng xã hội chủ nghĩa đó, thì cả cái Đảng Cộng sản cũng không định nghĩa được cái đó là cái gì cả. Nhưng mà tại Việt Nam mình bây giờ nó tồn tại hai cái khu vực kinh tế, cái khu vực quốc doanh ấy, thì nó rất là lớn. Phần lớn như là giáo sư Huỳnh Văn Lang nói vừa nãy đó, là Đảng Cộng sản ăn hết những cái của dân rồi. Bây giờ cái thống kê chính thức của họ là nó tới 4.715 công ty, nó gồm có tập đoàn kinh tế, rồi tổng công ty, rồi công ty, thì tất cả nó là 4.715 cái cơ sở mà do Đảng Cộng sản kiểm soát. Còn khối kinh tế tư nhân á, thì nó rất yếu, và phần lớn á, bây giờ mình thằng nó có thể thu được tiền vào á, là nhờ vào cái xuất cảng, mà xuất cảng là do các công ty ngoại quốc bây giờ đang điều hành ở Việt Nam, người ta đưa ra những cái mặt hàng để cho ngoại quốc. Còn cái khối kinh tế mà nội địa đó thì nó đi vào cái chỗ phá sản rất là lớn. Tại vì mấy năm nay ấy, mấy trăm ngàn công ty của tư nhân nội địa bị phá sản vì có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, thì mình chưa có đi vào cái đó. Nhưng mà trong cái hình ảnh mà Huỳnh Văn Lang vừa mới nói đó, thì mình cho thấy rằng cái 4.715 công ty quốc doanh đó, nó chế ngự hoàn toàn cái kinh tế ở trong nước, cho nên Đảng Cộng sản nó thu tóm hết cái nguồn lợi. Thì sau này người ta có đưa ra cái chính sách gọi là do áp lực ở bên ngoài và do áp lực của dân chúng nữa, thì nó có đi đến cái vấn đề giải tư và
cơ cấu hóa, tức là cổ phần hóa kinh tế. Nhưng mà cái chính sách đó cũng đang ở thất bại, chúng ta sẽ nói ở phần sau. Vâng, là thưa anh có thể cho biết rằng thì cái nợ mà nợ công mà như là Ngân hàng Phát triển Á Châu họ có đưa ra là cái nợ nợ xấu của Việt Nam, nợ công của Việt Nam đã sắp cái đục một cái trần nguy hiểm rồi, thì anh có thể cho biết luôn về vấn đề đó. Vâng, thì cái nợ nó liên quan đến cái chuyện mà có phát triển được kinh tế hay không. Thì cái chuyện mà như tôi vừa nói lúc nãy á, là Việt Nam có đưa ra cái chủ trương là cổ phần hóa các doanh nghiệp. Thì tại sao người ta lại phải cổ phần hóa? Là bởi vì cái kinh tế mà do nhà nước kiểm soát nó đi vào cái bế tắc hoàn toàn, cho nên do cái áp lực của ngoại quốc phải cổ phần hóa. Nhưng mà cổ phần hóa ở đây người ta không có thật lòng làm cổ phần hóa, người ta chỉ muốn làm nản lòng các công ty ngoại quốc và những nhà đầu tư lớn không thể vào được, cho nên người ta giữ cái phần đó lại để cuối cùng là sang cho các cái đàn em và các công ty ma ở trong nước, thì cuối cùng nó cũng vẫn đánh bùn sang ao là nó vẫn kiểm soát thôi, dù anh có cổ phần hóa hay không. Thì tại sao cổ phần hóa thất bại là bởi vì như thế này, giao cái luật của bây giờ đó nó chỉ cho mua có 30% thôi, công ty nào gần chết đó, nó mới cho mua 49%. Mà một khi anh cái cổ phần của anh ít quá, anh đâu có được ngồi bao nhiêu ghế vào trong hội đồng quản trị, anh đâu có được vote bao nhiêu cái vote của anh, cho nên vì thế nên công ty ngoại quốc không vô và các nhà đầu tư lớn không chịu mua. Cái thí dụ điển hình nhất là năm vừa rồi muốn bán cổ phần hóa cái công ty hàng không Việt Nam, nó chỉ đưa ra nó bán có 3.5% thôi. Nên cuối cùng là đâu có ai ta mua, bởi vì cho ta có 3.5% ta vào đấy ta làm gì? Bỏ tiền vào để cho các anh tiêu tiền của người ta. Cho nên người ta không có, nó không có chịu. Vâng, thì đó thì bây giờ nó mới dẫn đến cái nợ. Cái nợ. Chính anh làm ăn không được, cho nên anh phải nợ để cho anh tiêu. Cái năm nay á, nó dự trù là nó sẽ bội chi 226.000 tỷ đồng. Mà cái tình trạng dầu hỏa nó xuống giá như thế này, 10% ngân sách Việt Nam nằm trong ngành dầu hỏa, anh bán không được. Ngay cà phê bây giờ đấy, anh cũng dìm giá như nông dân, bán cà phê ra ngoài không được, thì anh xuất cảng không có tiền về, thì anh phải có nợ. Anh nợ bây giờ nhà nước ấy, thì nói là vẫn an toàn, quốc hội thì nói là quá mức an toàn rồi, nhưng mà chuyên gia Liên Hợp Quốc ấy, nó nói là 164%, tức là cái số nợ của Việt Nam, của chính phủ Việt Nam bây giờ nợ công á, nó là 303 tỷ. Và tỷ đó là tỷ Mỹ Kim, 303 tỷ Mỹ Kim. Thế bây giờ nếu mà nợ đó là chỉ nợ công thôi, còn nợ về phía công ty quốc doanh á, nó không tính vô, thành ra nó cứ bảo nó ở mức an toàn là tại vì như thế. Còn nợ về phía ngân hàng, nợ xấu nó là khác nữa. Thế thì anh thấy cái khu vực tài chính nó là như vậy, thì khu vực kinh tế sản xuất là như vậy. Thì nếu mà đi vào detail hơn nữa thì mình mới có thể thấy được rằng ồ, bây giờ cái nền kinh tế của anh ở cái chỗ nào. Vâng, dạ thưa, dạ. Xin giáo sư Huỳnh Văn Lang có ý kiến gì về vấn đề mà trình bày của anh? Nói một cách tổng quát để nay năm 1980 đó, đổi mới đó hả? Vâng. Thì nghĩa là chủ trương, bởi vì khua sếp nói mà anh nói đổi mới anh chết, anh bắt buộc anh không đổi mới anh chết. Cũng giống như bên Nga, anh không phải giải tán đời cộng sản, anh không đổi mới anh cũng chết vậy. Anh cứ sếp nó cũng khuyên Việt Nam anh đổi mới thì anh chết. Thì để nó đổi mới á thì anh phải đổi mới, nhưng mà tại sao nó cái đuôi là định hướng xã hội chủ nghĩa? Bởi vì á, anh biết là anh đổi mới là anh muốn sáp nhập vào cái kinh tế hoàn cầu. Bây giờ nó bây giờ là kinh tế hoàn cầu, liên lạc bên Tàu bên Nga để nội nó dính bén nhau ấy. Trừ đó anh hoàn toàn anh cô là ở trong rừng một mình anh như Bắc Hà, anh thấy chưa? Chứ còn mà như anh nói là anh đổi mới thì anh phải theo, anh phải chơi cái lực mà anh đi néo được cái đuôi định hướng cho hủy là cái gì. Họ chú chưa, đừng có nói là cộng sản mà dốt hay là ngu, nó chủ trương cái đúng gì rồi, nó chủ trương mà nó chủ trương nó lưu manh, nó khôn ngoan, để đổi nó lưu manh, nó có phương pháp,
nó lưu manh, nó làm cái gì nó cũng sòi xới, nó gạt qua, nó gạt đủ thế giới để mà nó cũng có cái đạt. Thành thứ cái định hướng chủ nghĩa này là đó là cái hình thức quốc danh như nói đó, định hướng đó, để mà nó giữ cái quốc danh, chứ đâu có một cái xã hội kinh tế tự do từ tới thị trường nào mà tới 80-90% quốc danh. Anh thấy chứ mấy ngàn công ty quốc danh, tao có lắm là những cái công ty về UTT public đó, điện nước, yeah, rồi xe lửa rồi hay gì đó là của quốc danh thôi, chiến lược quốc gia đó. Cái đó là nhiều nó lỗ thì đủ ra phải có quốc danh ủng hộ để mà nó có kêu mà UT public đó, thì nó là quốc danh thôi. À, cũng có nhiều khi cũng không hoàn toàn quốc danh, anh thấy chưa? Vâng ạ, dạ thưa anh Tuyến, anh có thể cho biết rằng thì vào cái giai đoạn này á, thì cái tỷ giá hối đoái của một đồng Việt Nam ăn, một đồng Mỹ Kim ăn bao nhiêu tiền Việt Nam? Bây giờ 100 đồng thì nó là khoảng 2 triệu mốt. Vâng, anh giản thưa, nghĩa tôi đợi 20 mấy ngàn. Vâng, sở dĩ tôi hỏi cái câu đó đó là bởi vì trở lại với giáo sư Đình Văn Lan là người đã nắm vững cái hối đoái của Việt Nam, thì bác so sánh là cái thời đệ nhất Cộng Hòa bác đã nắm cái đồng đô la với Việt Nam, với tiền Việt Nam Cộng Hòa ra làm sao, và so sánh với bây giờ nó như thế nào, và cái sự phá giá của đồng bạc nó sẽ có tác động như thế nào đến kinh tế và tài chính. Anh nhớ là hồi đó đó thì tôi giữ cái việc đói đó trong 8 năm đó, thì tôi có cái sáng kiến là lập cái thị trường tự do. Hồi đó là chính thức đó thì nó giờ khoảng 35 đồng một đô la. Khi tôi nắm việc đói đó là đầu 55 đó, 1955 đó, thì tôi thấy cái áp lực nhiều quá đó thì tôi mở ra thêm một cái trường tự do, nó giờ khoảng 70-75. Thành thử ra đó, anh có thể nó đúng hơn đó là cái giá trị đồng bạc Việt Nam lúc mà tôi nắm đó là 75, đó là cái giá trị thật sự mà nó có thể kể là quốc tế đó là 75. Thì cho tới trường tôi đi đó thì là gần 10 năm sau đó thì nó vào khoảng 125 đồng, anh thấy chưa? Rồi tới trường mà mình chạy đó là 75 đó, tháng 4 đó, nghĩa là 20 năm sau đó, thì cái giá đó nó vào khoảng là 500 đồng. Nhưng mà khi đó mình, anh phải nghĩ như thế này, hồi đó mình giặt cái trời, mình đâu có lúa mà sinh sản được, trong đồng cũng sinh sản cao su nó cũng bị phá ông sản đó, thành thử ra mình không có cái gì sức cản. Tôi làm việc sức cản thì tôi biết chỉ có gỗ của tôi sức cản thì tôi được mấy triệu đô một năm, ví dụ vậy, còn những cái khác không có vậy, tôm cá cũng không có vậy, còn lúa gạo thì bị kẹt, mình phải có nhiều khi mình phải nhập cảng. Anh biết thấy phải nhập cảng là tại được, còn bây giờ họ bị nó ăn hay nè, vì đi mấy chục năm nay thấy chưa, họ cứ hình như mà họ thất bại là tại vì cái định hướng này, cái định hướng đó thì để làm quốc danh. Để tôi nói chuyện anh nghe một cái khía cạnh, anh biết á, một cái xã hội như Mỹ bây giờ là nó cũng nợ, thấy không, nợ công nợ, nó nợ rất cao nợ, nhưng mà nó kiểm soát được, nó trả nợ được soát, nhưng mà có cái này mà một ở Việt Nam anh nè, bên này nó có một chính phủ thôi, còn bên Việt Nam nó có hai chính phủ rồi, đúng rồi, nó có một cái tiền phủ nó tiêu vào cái đó, tiêu rồi. Để tôi lấy một cái dự thì anh biết, mà hai cái chính phủ mà có hai cái chính phủ nó có việc làm không nói gì. Vâng. Anh nó ngồi không chơi xe nước, tôi hỏi anh là làm sao mà cái kinh tế Việt Nam chịu cho nổi. Vâng, đấy. Rồi đó, để tôi lấy một ví dụ là năm 1975 đó, là 76 đó, thì Nguyễn Tương với ông gì làm từ điển đấy, anh hả, ông gì làm từ điển cả. Vâng, đào duy anh. À, đào duy anh đã vô thăm tờ báo Bách Khoa. Vâng. Vô thăm đầu năm 65 vô thăm tờ báo Bách Khoa gặp anh Châu. Anh Châu có thực hiện là tôi vô, thì là hai anh ấy vô. Hai nói thực nói rõ ràng là 50 năm tôi ở ngoài Bắc, tôi không có làm được một cái tờ báo như các anh. Như tờ báo Bách Khoa. Vâng. Thì cái đó lẽ dữ nghĩa, hỏi làm sao nó đâu có cho tự do mà làm cho ngoài ngoài Bắc mà mày dở trong Nam phải không anh? Vâng. Mà cũng có nhiều người tài vấn đề nhân công đó. Và rồi thì anh nói hỏi bây giờ anh làm cái tờ báo lúc bây giờ tờ báo Bách Khoa phát hành 4.000 tờ, thấy không? Tháng 2 tờ. Thì hỏi mấy người
anh Châu đó là tôi nè, vợ tôi nè, hai đứa con gái nè, với cả anh Trân Tâm là với một cô thư ký. Có 7-8 người hả? 5-6 người thôi. Ở ngoài anh Đào với anh ấy nói rằng ở ngoài Bắc tôi phải 50 người mới làm nổi. Thì anh thấy không? Cái đó là sao đó? Tại thì nói sơ anh hiểu rồi. Hai cái chính phủ thì làm gì cái gì? Anh thấy không? Đảng á, bây giờ 3-4 triệu thôi đảng, em tưởng đảng ngồi không chơi xe nước. Vâng, đúng rồi. Thay này gì cũng phải kiếm cho việc làm. Đúng rồi, đúng. Nhưng mà việc làm đó 2 tiếng hồ, nó tính 8 tiếng, anh ấy cứ như vậy đó. Thì tôi hỏi anh đó, một cái xã hội như vậy mang trên lưng á, trên lưng là cái nghĩa là chính phủ là kể như là ban quản lý của nhà nước, anh thấy chưa? Mà tôi hỏi anh làm sao mang ở trên lưng hai cái chính phủ gì mà chịu nổi, cái hướng phải đi vai. Còn sáng sức thì là cũng có chuyện có mực, anh thấy chưa? Vâng, dạ thưa bác, bây giờ bác so sánh về cái việc mà tiền của ông Hồ bị phá sản quá độ, phá giá quá độ, thì bác nghĩ là cái tác dụng của nó như thế nào? Anh nhớ là tôi làm gì hồi đó thì tôi biết, anh thấy là cái vấn đề tiền hơi tiền mà cái giá tiền của mình mà anh nhớ xét thì mà hồi đó là do cái sự sản xuất trong nước và do cái sự xuất cảng, anh thấy chứ. Vì vậy anh coi cái số cảng đó tôi không biết, tôi có những con số xuất cảng của Việt Nam bao nhiêu, anh thấy không? Nhưng mà tôi chắc chắn là nhập cảng là nhiều lắm. Vâng. Nhập cảng là nhiều quá thì cái đồng tiền tự nhiên nó phải phá giá, hay anh phải đi vay tiền vậy thôi. Phải phá giá lần. Dạ, thưa bác, bây giờ đó là với những con số mà thống kê mà của anh Trần Văn Thao đưa ra thì bác có con số nào nó khác? Tôi đó, ngày 1906 tôi về Việt Nam thì tôi biết cái cuốn đã 30 năm rồi đó. Thì đó, để tôi lấy em cái vụ này. Khi tôi về đó, tôi đi từ Bắc đến Nam và tôi hỏi Bùi Tiến Thành và tôi hỏi bà con tôi ở trong ngành kinh tế, thương mại, rồi buôn bán, rồi tôi hỏi anh, rồi tôi về viết cuốn sách, thì tôi thấy nó cũng giống như bây giờ nè. Anh vay tiền thêm, anh nợ thêm. Nếu mà anh so sánh với các nước thì cái lợi tức đầu người năm nay thì tôi nhớ là 2000 mấy, phải không? 2000 mấy. Thì đang khi đó người ta bằng 20 mấy ngàn, anh thấy Indonesia cũng lên 10 mấy ngàn rồi, rồi là tàu bây giờ cũng 7-8 ngàn, phải không anh? Đó tàu hồi đó rồi. Thì nếu mà anh trở lại hồi đời Tổng thống Diệm hay là năm 60 đó, thì anh thấy đó, cái đó là một cái tình trạng anh không có thể chối cãi. Tại sao hồi đó mình bằng hay là mình hơn Thái Lan, mình hơn Đại Hàn, mình hơn Indonesia, mình hơn cả Singapore, mà tại sao bây giờ mình tuột chứ? Mà mình tuột xuống rất khá sâu, mình chỉ bằng 1/5 hay 1/10 cái lợi tức đầu người của người ta. Thì mình nghĩ là bây giờ mình còn phải 50 năm nữa chưa đuổi. Thì đó, tôi hỏi anh á, anh vô chỉ cái bộ mặt cái đó bây giờ của bộ chính trị đang nghĩ thế nào? Anh cái bộ mặt mà nếu một cái người mà liêm sĩ nó phải sần sượng thế nào chứ? Nó anh tưởng nó không biết rồi đời chế độ địa chức địa nghị của hòa thế nào à? Thank you.